Ngọc Minh Kinh. Lời giới thiệu. Vào đầu thế kỷ thứ hai mươi, đất nước và dân tộc Việt Nam nhỏ bé nhưng tràn đầy lòng hiếu hòa đạo đức của chúng ta đã hạnh ngộ một điều đại lành, đó là được đức chí tôn Ngọc Hoàng thượng đế chọn lựa xuống lần điển huệ khai minh ra nền đại đạo tam kỳ phổ độ vào hạ ngươn năm giáp tý một nghìn chín trăm hai mươi với chủ trương quy tam giáo hiệp ngũ chi về mặt tinh thần. Kể từ đó đến nay chư Phật tiên thánh thần dùng huyền diệu cơ bút ban hành vô số kinh điển, dạy dỗ nhân sanh đường tu luyện để trở lại cội nguồn tâm linh, hầu biến thế gian này thành một cõi thiên đàng. Đến năm 1934, Đấng Trí Tôn nơi công tàu Ngọc Bản đã ban cho thế gian quyển Ngọc Minh Kinh như một phương tiện để cho chúng sanh tụng niệm, cầu khẩn chư Phật, tiên, thánh. Thần dáng hạ cứu khổ phò nguy trong thời hạ ngơn mặt kiếp đầy giấy tai biến này. Ngọc Minh Kinh là quyển kinh báu quý trọng, thế gian không dễ tìm cầu. Nếu muốn đọc để tìm hiểu lý sâu thì không sao. Nhưng nếu đã phát tâm tụng niệm để cầu vào diệu lực tế trợ của bể trên thì phải hết lòng thành kính, trai giới tinh nghiêm mới được tụng kinh này. Nếu không y lịnh dạy thì ắt họa thân. Chúng tôi chỉ y lịnh truyền đạt lời dạy của bể trên khi cho kinh, chứ tuyệt đối không dám thêm bất điều chi. Kinh là vật quý trọng, xin chớ khá rẻ duôi nên để nơi tôn kính và chỉ nên đọc cho nghe hoặc cho mượn coi, chớ khá trao luôn cho người không ham mộ, rồi bỏ rơi rớt mà mang tội với Phật tiên. Thì rằng, kinh thần, sách thánh, giải phân minh, có trí kỉnh thành đọc mới linh. Chọn được người lành trao phép báu. Uổng truyền kẻ vậy chẳng lòng gìn, thành kính, thiên lý biểu tòa. Ngọc Minh kinh, Ngọc Châu Minh Đại Trơn kinh cứu ách cứu nạn cả sanh linh kiền khôn thâu nhật nguyệt chuyển vận nước thanh bình chuyển nhật nguyệt kiền khôn phúc động máy tuần hoàn mở rộng thế gian huyền khung thượng đế ngọc hoàng cao đài độ tận linh căn phản hồi ác vàng bóng cơ trời tương khắc vầng đông tây nam bắc ly kỳ tây cung kim mẫu diêu trì độ siêu linh đức thoát ly khổ nàn miền cực lạc nhiên đăng Bồ Tát, quai linh thần giải thoát ách tai, cỏ cây đượm tược đơm đài, ân hồng ban thưởng tháng ngày Âu Ca, tam giáo đạo di đà Phật tổ, hóa nhân thân điều độ phạm gian, khỏi cơn quỷ mị khuấy loạn, sanh linh hối ngộ lập đảng quy y, ơn thái thượng luân di nhật nguyệt, hóa tam thanh trừ diệt mị tà, cứu sanh linh thoát ái hà khỏi cơn tai biến lánh xa mị tà. trí đức cả cao xa lý rộng, thần oai linh đức khổng thánh nhân, phò nguy tế khôn trần gian, sửa đời an thạnh mở mang mối riêng, long hoa hội chiếu truyền di lặc, bồ tát linh giải thoát nguyên nhân, cầm quyền đại hội phong thần, bảo tồn vạn vật khỏi cơn nạn trần, đức phục hy, thần nông linh hiển, độ vạn dân thoát biển trần vơi. Bốn phương đồng thọ sắc trời. Hóa hoàng ngũ cốc độ đời ấm no. Miền Tây Âu Gia Tô giáo chủ. U hiển linh vỏ trụ oai danh. Cứu dân thiện nguyện làm lành. Khỏi cơn phong vỏ thoát gành biển Tây. Nguyền đại đế thiên oai chuyển vận. Ba sáu phương ngôi đấng thiên ban. Bảo tồn trên cõi thế gian. Thanh bình khắp chốn an bang dân tỉnh. Miền cực lạc vạn linh chư Phật. Đức Tổ Sư Bồ Tát Tử Bi. Xanh Linh gặp lúc loạn ly. Tổ Sư dưới chút màu vi độ điều. Lòng Quảng Đại thương đều vạn vật. Đức Kế Thiên Cổ Phật Độ An. Linh Trơn quá khứ kinh hoàng. Phật đã cứu nạn tiêu tan tai trần. Miền Trung giới sắc ân trơn võ. Tuần bốn phương tế độ xanh Linh. Trừ yêu sắc chỉ thiên đình. Triệu An trăm họ Thái Bình dân sinh oai bắc đế anh linh u hiển thọ sắc trời vận chuyển bốn phương quỷ ma chẳng dám nhiều nhương thần thông biến hóa thần nhường quỷ kinh đông phương chấn tà tinh khiếp sợ sắc tứ ban phò trợ phàm trần tam kỳ phận sự quy thần trưởng khai bảy sắc hộ dân thoát nạn tây phương chấn bảo toàn thế giới, xem xét trần thọ phái ngọc ban xót thương hạ giới mắc nàn một bầu linh dược độ toàn lúc nguy. Nam phương chấn hiển vi độ thế. Phép thần tiên phổ tế oan khiên. Thiên văn địa lý chủ quyền. Cảm thương nhơn vật dạy truyền cơ sâu. Bắc phương chấn phép màu hiển hích. Chuyển oai linh bút tích phi phong. Bảo an thế giới đại đồng. Khử trừ yêu quái tinh thông phép thần. Sắc ngọc đế xuống trần phò khổn. Tế độ người lành trốn khổ tai. 500 la hán thiên oai. Độ xanh độ tử vẹn hai đều lành. Cầu trực phẩm trơn thành đoái tưởng. Dạy trơn truyền vô lượng anh linh. Quy phong, phục thủy, nhiên bình. Trở che tánh mạng xanh linh mọi đảng. Công đức trọng kim quang la hán. 18 phương cứu nạn chúng sanh. Một bầu nhật nguyệt thuốc linh. Cứu an lê thế ân lành biết bao. Nguyền trị nhật công tào sứ giả chiếu luật trời cứu cả vạn bang, niệm danh u hiển mọi đảng, chứng lòng trần tục kiếp sang cõi trần, quài danh đức tinh quân bắt đầu, chuyển kiền khôn trình tống ngọc hoàng, địa cầu thay xác rõ ràng, xin ban ngọc sắc độ an người lành, thiên oai bố phước thanh dưới khắp, đức thiện trơn bồ tát tây phương, lãnh bầu đơn dược hiển dương, điểm khai linh tánh thoát đường muội mê trốn thiên cung chỉ phê rành rạnh. Ba sáu phương sắc thánh cấp lai. Án tà, ếm mị thần oai. Đại tài, đại lực chuyển sai các thần. Bát tiên chân xót trần nạn khổ. Lữ đồng tân bảo hộ dương gian. Xin ơn tiên trưởng độ an. Sắc trời chiếu mạng băng ngàn cứu nguy. Lượng tiên thánh tam kỳ đồng thọ. Lý dược sư chiếu số độ đời. Phong bà một cuộc giã rời thuốc linh cứu bệnh nghịch thời đặng yên, lam thể tiên lòng thiền bác ái, phép màu ban đảo hải di san. Ngày nay trần thế mắc nàn, xin cầu phép báu trừ tan tinh tả, hàng tương công hải hà rộng lượng, xin đoái thương chỉ hướng dắt đảng, nghe lời thiện niệm vái van, dáng lai cói tục diệt loàn quỷ yêu, lòng quảng đại độ điều thế giái, trương quả tiên phá giải tà ma thần linh phép nhiệm cao xa, cứu dân dạo khắp ta bà bố ban, cuộc đau đớn nhân gian thống khổ. Hớn trung tiên xin bố huyền vi, dáng lai cứu độ cấp kỳ, chúng dân thoát khỏi cơn nguy đảo huyền. Nguyền tiên trưởng từ thiên đức cả, tạo quốc tiên sắc giá cao ban, xót thương độ dẫn dân an, bệnh trần lắm khổ vì đàng tả tinh, thuốc tiên dưới dân tình tỉnh dậy. Hà tiên nương xem thấy xót thương. Kiếp căn chỉ rõ dậy tường. Một bình thuốc quý lạ thường phép linh. Nơi thanh tịnh xích tinh tử động. Sắc ngọc hoàng phủ tống tà ma. Hộ đời đặng khói tai ba. Chúng sanh cầu nguyện kiếp ra độ đời. Quảng thành công tiên ngôi rực rỡ. Vâng sắc trời dáng thế ân cần. Một kỳ đại hội phong thần. Ra tay tế độ chọn phần sắc ban vương thiền công pháp quang tinh tấn, dáng trốn trần dịu dẫn nguyên căn, trơn truyền máy nhiệm vô ngần, dạy đời linh hiển phép thần thông chi, quảng huệ tiên tử bi dáng hạ, độ đời cơn tai họa đa mang, một lòng thành kỉnh vái van, truyền xây tứ hướng truyền ban cơ màu, tôn tiên sư truyền câu thánh niệm, bảo tồn thân lúc hiểm cơn nguy, xuân thu mở hội tam kỳ, thông thiên làm địa, lương tri đặng tường chốn động phủ là phương yên lặng Xót linh căn mắc nạn thế gian tôn sư lý tịnh oai vang thần khâm quỷ phục kinh hoàng đức cao chốn trần tục ba đảo sóng bùa dương soái thần cứu chữa đặng an thủy bình phong tịnh vân tan bốn phương cảm đức khỏi cơn ly nàn thông thiên đạo hiển vang giáo chủ ban ơn lành khắp xứ gội nhuần Mở mang nhị hội phong thần, ơn dày đức rộng cân phân trơn truyền, lời sanh chúng trí nguyền van vái, ơn tiên trơn chỉ dạy cơm màu, bắc linh hiển hiện lý sâu, nghe danh tiên sắc đâu đâu cũng tùng, phép diện giáo trơn công thuyết lý, chấp trường khai nguồn thì thiên tôn, bản tiên hậu thế bia đồn, xin ơn đức cả độ cơn mắc nàn, phong thần hội thiên đàng mở hội, cảnh phổ đà quy lại thọ truyền quan âm lực sĩ đại hiền, từ hàng tế thế khắp miền hạ ban, núi côn lôn thiên quang trưởng lập, đức thiền sư lãnh pháp hạ trần, tam thiên đồ đệ linh thần, kiếp mau hạ thế thọ ân cứu đời, miền cực lạc lịnh trời tế độ, hiển hích linh kheo tổ tây phương, sắc phong bản tạc thiên đường, hạ nguồn độ tận tây phương trở về, minh quang Phật chỉ quê hương vị ơn đức dày khử mị, trừ yêu. Trần gian nhờ phước độ điều, lãnh nơi tục thế các điều oan gia. Tinh tấn Phật xót xa phàm tục, lãnh mạng trời cửu khúc kim ngân. Thừa vân xuống trốn phàm trần, sắc truyền điểm tánh thiên ân tam kỳ. Minh mẫn Phật truyền y lục tự, cho chúng dân biết chữ thiện tâm. Tây phương linh phướng tay cầm, giữ hồn nhân vật khỏi lầm bảng môn. Công minh Phật tâm hồn phút chuyển. Bảy chân thần hóa hiện cứu mê. Truyền khai bảy sắc tư bề. Một cây linh bút chỉ phê đành rành. Thiên quang Phật lòng lành thương thế. Thập phương lo vớt kẻ mê say. Trường phong gậy báu cầm tay. Đầu xanh đầu tử cứu loài xanh linh. Thành văn Phật thiên đình ngọc sắc. dáng quái trần trừ tắt lửa tà. Phép linh niệm chú mưa xa sanh linh nhờ sức khỏi sao bụi trần. Thông minh Phật thọ ân giáo chủ, bảy hào quang hiện đủ trói lòa, tinh tà tiêu tán tránh xa, Xanh linh khỏi lạc tà ma dỗ dành. Văn bình Phật chân thanh u hiển, 18 câu hô truyền núi sông, phàm gian cầu khẩn hết lòng, kíp mau dáng cói trần hồng cứu nguy, tình thế Phật hộ trì hạ giái, bảy chân ngôn đạo hải di san. Bồ Đề 18 Kim Cang, Trừ Tan Yêu Động Khuấy Loạn Thiện Nhơn, Bảo Thiện Phật Mười Phần Xót Thế, Lãnh Lịnh Trời Bỏ Phế Kim Ngôi, Trần Gian Giáng Xuống Cứu Đời, Niệm Câu Vô Cực, Tức Thời Hiển Linh, Phỏ Nguy Phật Tam Kỳ Độ Tận, Tự Viên Minh Tiết Dẫn Linh Quang, Kim Đơn Lãnh Tại Tây Phang, Xuống Trần Cứu Kẻ Mê Man Phách Hồn, Bảo Tồn Thế Thiên Tôn Thái Ất, ba báu linh cứu cấp muôn loài, truyền ban lệnh xuống trần ai, chọn người căn vị trao tay linh thần, đức phổ hiền sắc ân Bồ Tát, oai linh thiêng thập bát thần thông, độ an nam, bắc, tây, đông, ân cao, đức trọng trần hồng gội ơn, động tiên trơn sắc thần đem chiếu, củ lưu tiên danh hiệu hiển oai, phong vân ám hại trần ai, ơn cao thọ lịnh ra tài độ an, trốn bồng lai thanh nhàn tiên trưởng. Vì sắc trời dậy xuống phàm gian, ban truyền sắc lịnh kim quang, cứu người đau đớn đặng an tinh thần. Bách linh tiên chiếu căn cứu ách, lòng hải hà động thạch sắc ban. Mười hai đệ tử lịnh truyền, dáng lai khử mị trừ tan yêu tà. Bách nguồn tiên ta bà du ngoạn, xót nhơn sanh khổ nạn muôn điều. Phép tiên cực phẩm linh tiêu truyền ban đệ tử độ điều thiện trơn thống linh tiên hạ nguồn độ thế thọ sắc trời mau lẹ giáng lâm giờ này đệ tử trí tâm cầu cho thoát khỏi luân trầm âm cung trưởng huệ tiên thọ phong rành rạnh ba sáu câu kệ lãnh hạ trần ngày nay trần thế não nần kíp mau cứu chữa bệnh trần đặng an lương võ tiên bảo toàn khắp xứ sắc thiên hoàng lãnh sự trần gian bảy hai kiển tự vẻ vang độ người bước kịp linh phan trở về ngoạn trơn tiên vị quê bồng đảo sắc ngọc hoàng truyền giáo thế gian cho nhơn sanh khỏi tai nàn công cao độ thế bảng vàng tạc ghi long kim tiên màu vi bí yếu dạy trần gian đặng hiểu trơn truyền trở tre trong lúc đảo huyền linh căn lánh khỏi khổ miền thế gian buổi tam kỳ sắc ban trọng hệ cầm quyền trong bốn bể xanh linh kim tinh thái bạch trường canh luật trời cứu thế quyền hành giáo tông khương sắc phong thái công thọ lịnh đại phong thần chấp trình xét soi cảm lòng bác ái thương đời đả thần khử mị trừ loài quỷ vương quan thánh đế nam phương thọ sắc giữ mối giềng nam bắc tây đông bảo an con lạc cháu hồng giáng bày ân đức đạo thông khắp tràn đức đại thánh oai vang bốn biển lãnh quyền hành vận chuyển cơ trời, trừ tà diệt mị khắp nơi, độ cho sanh chúng rõ lời Phật tiên, quan thế âm gieo truyền tịnh thủy, một nhành dương giải mị tiêu tan, độ cho nhân vật khỏi nàn, cơn nguy thiện niệm rõ ràng anh linh, đức cửu thiên oai danh huyền nữ, độ phàm gian vạn sự đặng an, lòng lành trần tục vái van, lượng cao đức cả sắc ban cơ huyền lời chí nguyện tâm thiền niệm tụng. Đức Hải Triều ân rộng truyền ban. Thánh nhân giáng tại trần gian. Cứu nguy phàm tục khỏi nàn chúng dân. Đức định phước táo quân phò trợ. Bảo hộ cho trăm họ Thái Bình. Từ hiền đạo đức tu hành. Trí tâm khẩn nguyện đạt thành trơn công. Danh thánh mẫu thần thông quảng đại. Sắc ban cho nữ phái cứu đời. Lê Sơn tiếng khắp năm nơi cứu nguy sẵn có sắc trời truyền ban. Trốn bồng lai dở dàng ngôi thứ. Sắc diêu chỉ ân tứ hạ trần. Năm trăm tiên nữ ân cần. Bảo tồn sanh tử linh căn kiếp này. Nguyền một dạ học bài tránh đạo. Cầu tổ tiên chỉ bảo giống dòng. Hồng bàng tổ quốc tránh tông. Việt Nam u hiển con rồng, cháu tiên. Cầu Bồ Tát thọ truyền văn thiện. Hộ thất sơn vận truyền anh linh cứu dân khỏi chốn linh đinh, khỏi cơn tai biến, khỏi hình khổ tân. Thất thánh vương mười phần hiển hích, độ nhân dân dấu tích truyền ban, quay linh Nam Việt đồn vang, bảo an trăm họ đặng toàn tánh linh, đức thánh lịnh thiên đình thọ mạng, ngô đại tiên trưởng quản mối riêng, cứu đời thoát khỏi oan khiên, nhân sanh nhuần gội cơ huyền lý sâu, oai huệ mạng năm châu tuần khắp, tam giáo tòa trường chấp giữ gìn, Kim tiên bảng tại Tây Đình. Độ đời chiếu luật công bình giảng phân. Châu tước thần Ngọc Ân trừ mị. Chấn đông phương yêu quỷ kinh hoàng. Hộ dân cho đặng bình an. Giữ gìn trách nhiệm bảo toàn trần gian. Huyền võ thần sắc ban hành sự. Chấn tây phương trừ khử tà tinh. Hộ sao cho đặng an bình. Cứu người khỏi trốn hoàng kinh giật mình. Thanh long thần thiên đình thọ mạng. Chấn nam phương đánh tản tà ma bảo tồn phận sự lịnh gia, cứu người mắc nạn khỏi xa nẻo tà, bạch hổ thần thiên tòa lãnh lịnh, chấn bắc phương quỷ kình yêu nhường, sanh linh khỏi cảnh vấn vương, mạng trời độ thế thoát đường tai nguy, lâm sơn thần hiển vi độ thế, nghe sắc trời mau lẹ cứu nàn, biết cơn mặt kiếp thế gian, độ an những kẻ đăng san vững vàng, biên hải thần cao ban chiếu mạng, Thế cảnh nguy phải gián hộ trì, thủy sơn tràn dậy cấp kỳ, thì mau lãnh sắc phò nguy dân lành, bổn cảnh thần cao xanh sắc tứ, phải gìn theo phận sự hộ an, khử trừ quỷ mị rối loạn, kinh ban cứu nạn, cứu nạn chúng sanh, nam mô huyền khung cao thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn, nam mô chư phật bồ tát truyền thế thiên tôn, nam mô chư tiên linh cảm phổ hóa thiên tôn. Nam mô chư Thánh Tỉnh Thế Độ Nguy Thiên Tôn. Nam mô chư thần Thọ Sắc hộ mạng Thiên Tôn.